bữa mình lên 3 mẫu rồi. Hôm nay là mình lên 3 mẫu còn lại cho các bạn tham khảo. Cái cây này là mình đo mỗi cây là 30cm, xong mình cắt và mình cột lại hình tam giác như thế này. Còn mình làm cái dây nó sọc sọc như thế này nè, là để lúc mình đặt con vật lên nó đỡ bị lọt xuống. Thì cái mẫu này là mẫu một con gà nhỏ và mẫu một con gà lớn và mẫu con bò. Thời gian gần đây mình khá là bận bởi vì là các cô làm chậu cây rất là nhiều, nên là những cái đơn hàng mà gấp giao ngay là mình không có làm được đâu. Nên là có cô nào hoặc là có bạn nào muốn đặt hàng thì mình vui lòng đặt thư thư thời gian cho mình với. Mà nói về nhiều đơn thì không phải là giống như kiểu mình nghe cái ở chốt đơn đâu. Thực ra thì mỗi một ngày mình chỉ nhận một đơn là gần như mình quá tải rồi. Tại vì giống như là cái đơn này là làm 6 mẫu, mình làm mất 2 ngày đó. Thế nên là nghe vào nhiều đơn thì mọi người cứ tưởng tượng là nhiều lắm. Thực ra thì nó không nhiều lắm, nhưng bởi vì chỉ có một mình làm đó, nên là nó hạn chế. Với lại cái đồ này làm thủ công bằng tay nữa, cần nhiều thời gian. Và nếu mà làm gấp thì nó rất là xấu, nên là mình cũng không có muốn làm gấp để nó xấu đi, nó không có đẹp thì mất công không được việc cho các bạn. Kiểu làm mấy cái đồ thủ công này là mình phải sáng tạo và chiêu chiêu thì nó mới có thể đẹp được.